trên dẻo đất vùng cao xứ Thanh, dân tộc Thái chiếm tỷ lệ đông so với các dân tộc thiểu số khác. Sống rải rác ở các huyện miền núi như Như Xuân, Như Thanh, Quan Hóa, Quan Sơn, Lăng Chánh và Mường Lát. Đồng bào dân tộc Thái, xứ Thanh được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều sản vật tự nhiên. Vì vậy, từ xa xưa họ đã tích lũy biết xây dựng cho mình một nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú. Những món ăn của đồng bào dân tộc Thái không chỉ hấp dẫn đối với cộng đồng người Thái, mà còn cuốn hút cả những vị khách đến núi rừng, vùng cao. Từ xa xưa con người đã biết săn bắt hái lượm nguồn thức ăn từ rừng. Ngày nay thì những con sông, con suối, cánh rừng là nơi cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào với nguồn nguyên liệu từ rừng. Và bằng cách chế biến độc đáo, sáng tạo, thì người Thái đã tạo nên những món ăn đặc trưng riêng, mang phong vị của núi rừng và rất là độc đáo. Hãy đến một lần để cảm nhận. Mường Lát là một huyện vùng cao, cách thành phố Thanh Hóa gần 300 km. Vượt qua đường đèo dốc quanh co, và hôm nay chúng ta hãy hành trình khám phá những nét ẩm thực của dân tộc Thái tại Mường Lát. Con đường xuyên qua vùng núi rừng xanh ngút ngàn đưa chúng ta đến với Mường Lát, đến với mỗi bản làng người Thái ở Mường Lát. Đó là những nếp nhà sàn truyền thống, đến với những nét kiến trúc đặc trưng, là những điểm nhấn trong những bức tranh hùng vĩ của núi rừng Đại Ngàn. Bà con nơi đây sống chủ yếu bằng việc canh tác lúa nương. Sự cần cù qua nhiều thế hệ đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của miền sơn cước này. Sau khi khám phá bức tranh sơn thủy hữu tình ở Mường Lát, và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu khám phá về ẩm thực của người Thái nơi đây. Vào mùa lúa chín, du khách đến đây để mê đắm vẻ đẹp của những thửa ruộng vàng ươm nép dưới bóng rừng già. Hoa đu đủ đực, hoa chuối là những nguyên liệu chính để làm mâm cơm truyền thống của người Thái. Theo phong tục của người Thái, bếp nấu được đặt ngay trên nhà sàn. Nó không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt mà còn tạo không khí ấm cúng và xua tan mọi tà khí. Món ăn của người Thái được chế biến rất cầu kỳ với những sản vật tự nhiên sẵn có. Trước kia những nguyên liệu được khai thác từ những khu rừng xa, nhưng ngày nay đa phần bà con đều trồng trọt chăn nuôi ngay trong vườn nhà hoặc nương rẫy để tiện cho cuộc sống sinh hoạt. Các món ăn của người Thái thường không sử dụng dầu mỡ nhiều, chủ yếu là món hấp và nướng, hay còn gọi là lam. Và gia vị để làm các món ăn này thì rất cầu kỳ. Để làm món nộm, người Thái thái mỏng hoa chuối, làm sạch hoa đu đủ, xả nhỏ gạo nếp và các gia vị, rồi trộn đều, sau đó đùm vào lá chuối và đem đổ chín. Và một món không thể thiếu của người Thái
đó là món xôi ngũ sắc. Món này làm khá công phu, màu sắc được nhuộm từ cây lá trong vườn. Màu xanh lấy từ rong, màu vàng từ nghệ, màu đỏ tím từ các lá cây, mon tím, mon đỏ. Những người phụ nữ Tái ở Mường Lát rất khéo léo và tinh tế trong việc chế biến món ăn, để chúng không chỉ ngon mà hình thức còn hấp dẫn. Món xôi đổ lên có màu sắc đẹp và giữ được hương thơm của nếp nương. Điểm nhấn của mâm cơm người Thái đó là món chẩm chéo, hay còn gọi là chẩm chéo. Mỗi từng món ăn thường được chấm riêng với từng chẩm chéo, mang lại hương vị khác nhau, tạo nên sự thơm ngon đặc biệt cho món ăn. Trong mâm cơm truyền thống của người Thái thì đầy đủ các nguyên liệu được các người phụ nữ trong gia đình đi lấy ở con suối, cánh rừng gần nhà, thì bao gồm có cá suối, măng rừng, các nguyên liệu để chế biến thành những thành phẩm trong một bữa cơm và những món ăn thì rất đặc sắc và bắt mắt, như là xôi ngũ sắc hay là món nộm đu đủ, hoa chuối, vừa là món ăn và cũng là vừa là vị thuốc, đã tạo nên một nét tinh tế trong ẩm thực của người Thái. Với cảnh thiên nhiên hùng vĩ nên thơ, Mường Lát đang xây dựng những điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Tin rằng những giá trị văn hóa ẩm thực đa dạng và độc đáo, cùng tấm lòng hiếu khách của đồng bào Mường Lát, ở mỗi bản làng ở Mường Lát sẽ sớm trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong tương lai không xa. Đồng bào dân tộc Thái với tình yêu lao động đã tạo nên những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, chứa đựng hồn cốt của dân tộc mình. Trong tương lai không xa, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc, những bản làng của người Thái sẽ thu hút khách đến tham quan và du lịch. Trong đó có Mường Lát ở biên giới xứ Thanh.